Kính thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường đã và đang xảy ra ngày càng nhiều ở tỉnh Trà Vinh nói riêng, trong cả nước nói chung. Theo số liệu thống kê cho thấy, hiện nay ở tỉnh ta đã có hàng ngàn người mắc bệnh đái tháo đường, và căn bệnh này nếu không được kiểm soát, điều trị tốt sẽ gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong. Vậy việc phòng ngừa, kiểm soát điều trị bệnh đái tháo đường ra sao? Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường 14 tháng 11, chương trình Sức khỏe cho mọi người có cuộc phỏng vấn bác sĩ La Quốc Trung, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì cũng xin chân thành cảm ơn bác sĩ La Quốc Trung, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Thưa bác sĩ, mở đầu cho chương trình hôm nay thì cũng xin bác sĩ cho biết về tình hình bệnh đái tháo đường hiện nay ở trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng. Kính thưa bà con và quý bạn xem đài thân mến, thì đái tháo đường là một trong những cái bệnh mà không lây mà đang gia tăng với tốc độ rất là chóng mặt ở Việt Nam chúng ta, cùng với là tăng huyết áp, bệnh tim mạch nói chung. Thì hiện nay tỷ lệ đái tháo đường của Việt Nam là khoảng 5% dân số, tức là hiện nay chúng ta có khoảng 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Và nếu mà tính trong vòng 10 năm trở lại đây á, thì chúng ta đã gia tăng khoảng 211%, so với thế giới thì ta tăng khoảng 70% thôi, tức là chúng ta tăng rất là nhanh. Riêng ở Trà Vinh của chúng ta thì tỷ lệ đái tháo đường hiện nay thì dao động khoảng từ 9,5 cho đến 12%, và trung bình thì chắc khoảng 50.000 người dân Trà Vinh tuổi từ trên 45 tuổi mắc bệnh đái tháo đường. Nhưng cái vấn đề nguy hiểm hơn là khoảng 60% người bệnh người ta hoàn toàn không biết mình đái tháo đường để đi khám và điều trị, và chính vì vậy mà họ đến bệnh viện trong tình trạng là đã xuất hiện cái biến chứng nguy hiểm rồi. Như bác sĩ cũng vừa cho biết là hiện nay bệnh đái tháo đường đang xảy ra ngày càng phức tạp. Vậy thì theo bác sĩ là nguyên nhân nào khiến cho bệnh đái tháo đường xảy ra ngày càng cao như vậy? Đái tháo đường là cái bệnh mà cho đến nay người ta chưa tìm được cái nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên người ta thấy có một số cái yếu tố nguy cơ, và hiện nay chính những cái yếu tố nguy cơ đó đang ngày càng gia tăng mà nó làm cho cái tỷ lệ bệnh đái tháo đường nó tăng. Yếu tố nguy cơ đầu tiên chúng ta thấy là cái lối sống tĩnh lại, tức là ít có vận động. Trước đây thì chúng ta có thể đi bộ, đi xe đạp, nhưng bây giờ thì thường là đi đâu cũng đi bằng xe máy, mặc dù cái đoạn đường nó ngắn, rồi đi lên lầu thì lại đi thang máy chứ không có đi bộ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ béo phì của dân số Việt Nam mình nói chung cũng như thế giới thì nó lại tăng cao. Mà béo phì là một trong những cái yếu tố nó làm gây ra cái cơ chế đề kháng insulin, mà một trong những cơ chế gây ra đái tháo đường. Một nguyên nhân thứ ba nữa là bởi vì đái tháo đường là nằm trong cái bệnh của hội chứng chuyển hóa. Do đó mà cái tỷ lệ bệnh đi kèm theo của đái tháo đường, yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tăng mỡ trong máu, thì cái tỷ lệ bệnh này nó cũng gia tăng, do đó đái tháo đường nó cũng tăng theo. Một cái nữa mà chúng ta cũng ghi nhận rằng là do hiện nay thì có đái tháo đường thì có nhiều cái thuốc điều trị, do đó chúng ta kiểm soát điều trị được bệnh nhân đái tháo đường, do đó cái tuổi thọ họ kéo dài, thì cái số mới mắc cộng với cái số mà vẫn còn sống bình thường thì cộng vô thành ra làm gia tăng lên cái tỷ lệ đái tháo đường. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà nó làm cho đái tháo đường hiện nay là tăng rất là cao, như Việt Nam mình là tăng hơn 200%. Bệnh đái tháo đường gây nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của con người, thưa bác sĩ? Nói về nguy hiểm thì người ta chia ra đái tháo đường làm hai cái gây nguy hiểm. Một cái là cấp tính, thì mình thấy liền có thể gây tử vong ngay lập tức. Ví dụ như bệnh nhân bị hôn mê, tăng đường huyết tăng quá cao, có thể dẫn ra người bệnh đến làm rối loạn về ý thức và thậm chí là tử vong. Hoặc là họ bị hạ đường huyết, tức là sử dụng liều đang điều trị đái tháo đường thì bị hạ đường, và có thể bệnh nhân mê vì hạ đường và não thì thúc đẩy một cái cơn vô là tai biến máu não hay là nhồi máu cơ tim mà cũng dẫn đến tử vong. Một cái nhóm thứ hai ta gọi là kẻ giết người thầm lặng, tức là bệnh đái tháo đường thì không biết nhưng mà dần dần nó dẫn tới biến chứng và cuối cùng là gây cho người bệnh những cái tử vong hoặc là những cái tàn phế rất là nặng nề. Ví dụ như đối với ảnh hưởng đến mạch máu lớn thì có thể làm cho người bệnh bị tai biến máu não, nhồi máu cơ tim, hay là tắc những mạch máu ở chân làm mà phải cắt bỏ cái chân. Còn những cái mạch máu nhỏ thì làm cho người bệnh bị mù mắt, bị suy thận và phải chạy thận nhân tạo, tức là hầu như là phải dùng một cái hệ thống máy móc và để mà thay thế cái thận của mình để lọc những cái chất độc ra khỏi cơ thể. Hoặc là tổn thương cái dây thần kinh làm cho dây thần kinh bị mất cảm giác, do đó rất là dễ bị nhiễm trùng rồi loét chân, vân vân, cuối cùng là phải cắt bỏ cái chân.
thì đó là những cái biến chứng rất là nguy hiểm mà nếu không chết thì cũng gây tàn phế rất là nặng nề. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự phản ánh về tình hình bệnh đái tháo đường hiện nay ở Trà Vinh vừa được phóng viên chương trình thực hiện. Theo số liệu báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, hiện nay trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn có trên 200 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường được đến khám và điều trị. Trong này mỗi ngày có trên 20 bệnh nhân đái tháo đường được điều trị nội trú. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tất cả những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường được điều trị nội trú tại bệnh viện đều là những bệnh nhân có dấu hiệu bệnh nặng, đã xảy ra biến chứng như lở loét ở bàn chân hoặc có các biến chứng bệnh lý về tim, phổi. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Tiền, năm nay 67 tuổi ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long là một minh chứng cho vấn đề này. Người nhà của bà Tiền cho biết, bà đã bị mắc bệnh đái tháo đường trên 10 năm nay. Lúc đầu không có triệu chứng gì nên không phát hiện bệnh đái tháo đường. Đến khi phát hiện có triệu chứng thì bệnh đã trở nặng, không còn kiểm soát được bằng thuốc uống ở nhà mà phải nhập viện điều trị. Hiện nay, bệnh đái tháo đường của bà Tiền đã biến chứng gây lở loét ở bàn chân. Theo bác sĩ điều trị tại khoa tim mạch, lão khoa và tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, trường hợp của bà Tiền có nhiều khả năng phải cắt bỏ đoạn chân bị lở loét để điều trị có hiệu quả hơn. Nhiều bà già em bị tiểu đường năm nay 16 năm rồi, mà ăn thì uống thì bình thường, mà tự nhiên thân biến chứng lên, rồi mới chở vô Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh điều trị, nó xuống tới cái chân. Nó phút đầu bị bệnh thì cũng như là mẹ em cũng đi tiểu bình thường vậy, rồi xong xuôi sao mà em thấy nhà tắm thì ngày nào cũng chùi hết, mà sao tự nhiên mà thấy có kiến đó. Em phát hiện lên là em mới kêu mẹ đem đi thử tiểu, rồi thử tiểu là mẹ bị tiểu đường, cũng như mẹ nhức mỏi, nhức dữ lắm, nhức rồi sang qua tim rồi qua phổi đó. Nó biến chứng tầm lum hết trơn. Hay trường hợp của bà Nguyễn Thị Có, năm nay 83 tuổi, ở thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, cũng đã bị đái tháo đường hơn 16 năm nay. Người nhà của bệnh nhân cho biết, do không hiểu rõ nguyên nhân của bệnh đái tháo đường, hơn nữa do ban đầu bệnh không có triệu chứng rõ rệt, nên khi phát hiện bệnh đã trở nặng, gây ra nhiều biến chứng như lở loét ở bàn chân, viêm phổi gây khó thở. Vì vậy mà hiện nay bà Có phải thường xuyên nhập viện điều trị. Dạ, mấy em đi tiểu đường 10 năm rồi. Rồi uống thuốc rồi cũng có chích, nhưng mà giờ tình trạng bà thì càng ngày nó càng nặng hơn. Giờ tôi chích đường có khi thỉnh thoảng là 500, có khi thì bữa bà bị hôn mê đi vô Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thì bà tới 570 mấy bị vô tình trạng hôn mê, thì vô giờ thưa người giờ bác sĩ cho uống thuốc với chích, thì nằm đây được 3 tuần giờ bà đã ổn định rồi. Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, bệnh đái tháo đường thường diễn biến âm thầm trong giai đoạn 10 năm đầu, nên bệnh nhân khó phát hiện. Đến khi có triệu chứng phát hiện ra bệnh, thì bệnh đã trở nặng từ tiếp 2 trở lên. Đây là giai đoạn gây ra biến chứng nên rất khó kiểm soát và dễ dẫn đến tử vong. Thưa bác sĩ La Quốc Trung, qua phóng sự trên thì cũng cho thấy là hiện nay có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ được triệu chứng cũng như là cách phòng ngừa bệnh đái tháo đường. Vậy thì xin bác sĩ cũng cho biết là những triệu chứng nào để có thể nhận biết bệnh đái tháo đường ạ? Đái tháo đường thì đa số là hầu như là cỡ 95% là không có triệu chứng gì cả, mà họ chỉ phát hiện được một cách tình cờ thôi. Tình cờ là do đi khám bệnh khác, ví dụ như khám bệnh tăng huyết áp, khám bệnh tim, hay là khám những cái vết loét mà lâu lành ở chân, vân vân, thì hoặc là tê nhức hai cái chân. Thì tình cờ vào thì khám, thì bác sĩ cho thử đường huyết thì thấy là đường huyết tăng cao ở cái mức đái tháo đường, do đó được chẩn đoán là đái tháo đường. Một cái nhóm nữa là do bệnh nhân đái tháo đường mà một cái tiếp gọi là tiếp 1 á, thì sẽ xuất hiện cái triệu chứng là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhanh. Và khi mà xuất hiện triệu chứng đó làm cho người ta rất là khó chịu và bắt buộc phải đi khám và phát hiện. Và xin nói rõ thêm á, là cái tiếp 1 này ít gặp lắm, khoảng 1-2% tổng số bệnh nhân đái tháo đường thôi. Còn đa số trường hợp là mình gặp đái tháo đường tiếp 2 và cái tiếp đái tháo đường là không có cái triệu chứng gì cả, mà chỉ phát hiện được khi bệnh nhân xuất hiện biến chứng. Do đó nếu mình muốn phát hiện được thì chỉ có cái là mình đi tầm soát đái tháo đường. Tức là mình khoảng trên 40-45 tuổi thì mình nên đi vào bệnh viện hay là đến một bác sĩ, nói chung là nơi y tế có xét nghiệm đường huyết để người ta tầm soát xem mình có đái tháo đường hay không. Và nếu không có thì cứ mỗi 3 năm thì mình đi tầm soát một lần. Tuy nhiên đối với một số người mà có những yếu tố nguy cơ, thí dụ như đã trong tiền sử gia đình mình có cha mẹ rồi đó, ông bà mình có đái tháo đường, cũng như mình đã nữ thì mình đã từng sinh đứa con nặng hơn 4 kg, và nhất là dân Việt Nam mình là thuộc cái nhóm dân vùng châu Á Thái Bình Dương cũng là yếu tố nguy cơ đái tháo đường. Ngoài ra có những yếu tố nguy cơ khác như là béo phì,
tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rồi tăng lipid máu, thì nếu mà mình rơi vào cái đối tượng nguy cơ đó thì mình nên đi tầm soát sớm hơn, ví dụ như khoảng 30 tuổi mình đi tầm soát rồi. Và nếu không có thì cứ mỗi năm mình nên đi tầm soát một lần, chứ mình không để trễ như cái người không có nguy cơ. Một vấn đề mà hiện nay rất nhiều người cũng đang quan tâm đó là bệnh đái tháo đường có phòng ngừa được hay không, và nếu được thì chúng ta phòng ngừa bằng cách nào? Xin bác sĩ cũng giải đáp về vấn đề này ạ. Kính thưa bà con, các bạn xem đại mến, thì đái tháo đường mình có thể là trả lời là có thể được mà cũng có thể không. Có thể được ở đây là nếu mình kiểm soát tốt, tức là mình không để những cái yếu tố nguy cơ mà mình có thể kiểm soát được á, nó thì mình có thể không có bị đái tháo đường. Có thể kiểm soát được là gì? Là béo phì. Nếu mà mình không có để béo phì, mình không có xuất hiện đề kháng insulin thì cái khả năng đái tháo đường mình cũng thấp. Thì để tính béo phì thì người ta thường ta dùng cái chỉ số BMI, tức là lấy cân nặng chia cho bình phương cái chiều cao, mà chiều cao mình tính bằng mét. Thì bình thường nó thường phải nhỏ hơn 23, nếu trên 23 thì mình đã thừa cân rồi. Trên 25 thì là béo phì. Do đó mình thấy trên 23 thì bắt đầu mình cử ăn, mình tập luyện thể dục nhiều nhiều để mình giảm bớt cái cân nặng của mình xuống thì mình được cái béo phì. Cái lối sống mà ít có vận động á thì cái đó mình cũng dễ, mà bây giờ mình thấy mình đi gần gần thì mình nên đi bộ thôi. Ví dụ mình đi chợ hàng ngày là cách chừng 500 cây số có thể mình đi bộ, mình khỏi cần phải đi xe máy. Thì mình tập cái vận động rồi mình đi lên xuống cầu thang cũng bằng không cần phải đi thang máy, thì giúp cho mình tránh được cái lối sống tỉnh lại, ít có vận động. Rồi nếu mình có những cái bệnh lý như là tăng huyết áp, tim mạch, tăng lipid máu thì mình sẽ tới bác sĩ hoặc là đến bệnh viện để mình kiểm soát tốt cái những cái bệnh lý đi kèm đó. Thì tổng hợp lại những cái yếu tố nguy cơ mình có thể cải thiện được thì tôi nghĩ rằng là mình có thể phòng ngừa được bệnh đái tháo đường. Còn nói không là gì? Nó có một số yếu tố nguy cơ mà mình không thể cải thiện được. Thí dụ như cha mẹ mình bị đái tháo đường, mình thuộc cái dân chủng tộc châu Á Thái Bình Dương, thì những yếu tố đó là sinh ra nó như vậy, tức là do gen rồi, thì mình không có cải thiện được thì để nói là mình thì không có phòng ngừa được. Còn đối với những trường hợp mà đã mắc bệnh đái tháo đường thì chúng ta sẽ kiểm soát và điều trị ra sao, thưa bác sĩ? Mình đã mắc đái tháo đường thì mình nhớ rằng đái tháo đường là bao giờ cũng điều trị theo mục tiêu, chứ không phải đơn thuần là mình chỉ kiểm soát tốt đường huyết thôi. Mục tiêu là gì? Thứ nhất là mình phải cho người bệnh có cái cân nặng, đạt được cái cân nặng lý tưởng, tức là mình tính được BMI thường thường là phải dưới 23, khoảng từ 20 đến 23 thôi, đạt được cân nặng lý tưởng bằng cái chế độ ăn, bằng chế độ tập luyện thể dục. Thứ hai là mình phải đưa được cái đường huyết họ về gần như mức bình thường, gần thôi chứ mình không yêu cầu là phải bằng như người bình thường. Thứ ba nữa là phải cho họ hòa nhập vào cuộc sống. Bị đái tháo đường thì không có nghĩa là sống cách ly xã hội, mình phải cho họ cảm thấy giống như người bình thường, sống được vui vẻ, thì như vậy thì cái ý thức tuân thủ điều trị nó sẽ tốt hơn. Thì để đạt được ba cái mục tiêu đó thì mình sẽ bằng những cái biện pháp. Thứ nhất là mình phải kiểm soát tốt cái tập luyện thể dục của mình, hướng dẫn cho người bệnh đái tháo đường thì nên tập luyện bằng những cái gì nhẹ nhàng, ví dụ như đi bộ, đi xe đạp, để đảm bảo rằng một ngày đó mình tập khoảng 30 phút và một tuần phải đạt được khoảng 150 phút về mặt tập luyện thể dục. Thứ hai là về chế độ ăn, thì thật sự chế độ ăn là một trong những cái rất là khó, bởi vì người đái tháo đường thì lại rất là thèm ngọt, và càng ăn ngọt thì đường càng cao, và thường là hay bị sai lầm về chế độ ăn. Ví dụ như nghĩ rằng ăn trái cây thì thoải mái, nhưng mà nhớ rằng cái trái cây bao giờ nó cũng, nhất là những cái trái cây mà chua chua ngọt ngọt á, như bưởi, cam, nó lại có một cái hàm lượng đường, mình cũng ăn có cái mức độ vừa phải chứ không phải là ăn thoải mái. Do đó tốt nhất là về chế độ ăn thì mình nên kiếm mình nhờ chuyên gia dinh dưỡng hoặc là bác sĩ để tư vấn cụ thể về chế độ ăn của mình hơn. Tại vì mỗi người thích một kiểu, có người thích ăn bánh mì, có người thích ăn cơm, có người thích ăn bún, vân vân. Thì do đó mình phải tư vấn cho họ kỹ về cái khẩu phần ăn nào mà phù hợp cho họ thì tốt hơn. Một cái nữa là bằng thuốc. Thuốc thì cũng giống như con dao hai lưỡi, mình thuốc nào cũng có tác dụng phụ. Do đó việc kiểm soát bằng thuốc thì nên được tư vấn và theo kê toa bởi một bác sĩ tương đối là chuyên về đái tháo đường, để đảm bảo rằng cái hạn chế kiểm soát đường huyết tốt nhất và cái tác dụng phụ thì lại ít nhất. Thì để đạt được những cái mục tiêu đó thì cái người đái tháo đường sẽ cảm thấy hòa nhập được cuộc sống, và cuộc sống họ gần gần như là người bình thường chứ không phải mắc bệnh nữa. Xin hả? Dạ, vậy thì nhân đây thì bác sĩ có lời khuyên gì cho mọi người, đặc biệt là những người chưa mắc bệnh đái tháo đường, để họ có thể phòng ngừa một cách tốt nhất ạ? Đối với những người mà chưa đái tháo đường á, thì mình nên
nhắc lại là mình kiểm soát tốt những cái yếu tố nguy cơ mà mình có thể cải thiện được. Thứ nhất là béo phì, tức là mình sẽ kiểm soát được tốt cân nặng của mình. Mình nên có một cái lối sống không có ít vận động, thì tốt nhất là hàng ngày mình có thể thức sớm một chút xíu để đi tập thể dục, đi bộ gì đó khoảng chừng 15 cho đến 20 phút. Nếu mà cộng lại một tuần mà đủ 150 phút thì cũng đạt rồi. Hoặc là buổi chiều mình đi đá banh hay là đánh cầu lông gì một chút xíu vậy thôi, cũng khoảng nửa tiếng thì cũng đạt yêu cầu. Thứ hai nữa là mình, nếu mình có bệnh ở huyết áp, tăng lipid máu hay là bệnh lý tim mạch thì mình nên điều trị, kiểm soát tốt những cái yếu tố đó. Như vậy thì khi mà mình kiểm soát hết những cái yếu tố nguy cơ mà mình có thể can thiệp được thì cái khả năng mình mắc đái tháo đường rất là ít. Còn đối với những trường hợp đã và đang mắc bệnh đái tháo đường thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào ạ? Đối với những bệnh nhân mà đã đái tháo đường rồi thì mình nên chú ý ba cái vấn đề. Thứ nhất là cái chế độ tập luyện của mình phải đảm bảo được là một tuần khoảng 150 phút. Thứ hai là cái chế độ ăn của mình phải làm sao mà đừng ăn, mình đừng có để bị tăng cân, cũng như là mình đừng có chọn những thức ăn mà nó làm đường huyết tăng quá nhanh thì nó sẽ rất là khó kiểm soát. Và thứ ba là mình phải, nếu mà phải dùng thuốc, tức là chế độ ăn và thể dục mình không kiểm soát được thì phải dùng thuốc, thì cái thuốc đó này nên được tư vấn bởi một bác sĩ tương đối là chuyên về đái tháo đường, điều chỉnh cái liều thuốc rồi phối hợp thuốc làm sao cho mình phù hợp. Và cái cuối cùng nữa là nếu mình có những cái bệnh lý đi kèm, nhất là bệnh liên quan đến đái tháo đường như là tăng huyết áp, tăng lipid máu, bệnh tim mạch, thì mình phải được điều trị tốt nhất. Thì có những như vậy thì cái cuộc sống của mình nó gần như là một cái người bình thường không mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng tin là quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến bệnh đái tháo đường, để từ đó phối hợp cùng với ngành y tế thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa cũng như là điều trị bệnh đái tháo đường. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin chân thành cảm ơn bác sĩ La Quốc Trung, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề sức khỏe cho mọi người kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.